Thưa quý vị, mình cũng đang có mặt tại thôn Lê Ninh, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới. Tại đây có một hoàn cảnh mình được biết là neo đơn, cũng nghèo khổ, thiếu thốn. Bây giờ mời quý vị chúng ta vào thăm, chứng kiến cái cuộc sống của bà con, của cái hoàn cảnh ở đây nói riêng, cũng như là cái quang cảnh của cái xã Hồng Bắc, huyện A Lưới này nói chung. Ô, chào chị. Chị đây phải không anh? Chị đây hả? Đang làm gì rồi chị? Hả? Chị đang nấu gì đi? Cơm. Nấu cơm hả? Chị đi nấu cơm cho ăn vậy. Nấu cơm trong lửa ăn đòn đấy, rồi củi tùm lum rồi đấy. Không có học được. Chưa sôi à? Cơm chưa sôi à? Trời. Chưa sôi à? Có thể giờ nồi cơm ra chín chưa? Ăn cơm luôn rồi về. Trời đi cả ăn cơm về nghe. Cơm ăn. Hả? Ăn cơm. Rồi càng rồi này. Nồi cơm mà không nấu cắm đông cá gì hết rứa. Hả? Nồi cơm mà không nấu cắm đông cá gì hết rứa. Có mẹ rau. Hả? Có rau. Có rau hả? Có. À. Rồi chị ở chắc thì trong nhà ăn một rồi con cái vậy rồi. Cần bé đi. Hả? Cần bé đi. Cần bé đi là đang đi làm. Hả? Không à, con chị về trong chị đâu mua hết. Không có chồng rồi chị. Biết là neo đơn rồi nhưng mà hỏi chắc là vui quá thì cái lão. À, rồi nó cắn đi, rau rồi rau chi, ăn rau chi. Vui hả? Tôi có khả nọ. À. Cái trái này là trái ca. Ca tím. À, chị tên chi chị nhớ không? Nhớ tên. Rồi chị tên chi? Khăn. Khăn hả? Khăn. À. Khăn. Ở một mình đó hả? Ở một mình. Thì nhà này ai xây? À, ra nước xây cho. Nhà nước xây cho hả? À. Lâu rồi. Bên đi cũng làm cái chi nổi. À, làm cái nổi. Mà hết hư hết nhổ sắp cạy hết. À, hư hết đó hả? Hư hết. À. Cũng được ở cái đi mà hết rừng này. À, rồi. Mình không ở. Cùng mưa hơn 10 năm. À, hơn 15 năm hơi rồi. Thì cô xem trên kia mà cần gậy. Nếu mà gần gậy nữa hả? Cần gậy để kia mà mưa mà sợ mấy cái đồng tay gần gậy. Cần gậy. Cho trong nhà có tivi nó ngon như này. Có cứ bạn cứ bàn hết với vườn tược vườn nỉ. Mua tivi cho bạn bè. Ăn trong mì. Đây đồ nghề làm chi đi? Để nấu ăn hả? Nấu ăn. Chị này cũng bị chân nữa, bị đi cà quệt. Chị bị đi cà quệt, bị chân, bị téo phải không? À. Téo từ nhỏ. Téo chân từ nhỏ hả? Từ nhỏ, từ sinh ra. Vì đang hồi xưa bị téo? Khi xưa đau. Đau hả? Đau. Đau có chích thuốc quá téo à? Không phải, không biết, không rõ chích thuốc. À, không rõ chích thuốc hay là chi hả? À. Tự đau mãi, tự nhiên liệt. À, đau mãi đâu tự nhiên liền. À rồi à. Có thì cơm chín chưa? Hôm nay giờ đời có thì cơm chín chưa? Có sắc chưa? Có. Ờ. Mẹ. Cô mà. Chín chưa? Chín. À nó nấu mà ăn mọi người mà nấu nhiều rồi. À, mẹ một chắc ăn. Mẹ thì đi rồi, mẹ đi làm lột tôm. Một chắc mà nấu nhiều rồi. À. Mẹ đi lột tôm đi trà. À. Mới chọc tuổi mẹ mới làm buồn. À. Rồi là một chắc mà ăn mấy bữa. Mà thấy nó nhiều lắm. Ăn chiều. Ăn một chắc tận chiều hả? Chiều. À. Ăn cả chiều luôn. Rồi cô biết tí đó không? Chị có biết tí không? Tí bao nhiêu có biết không? Cắt dầu của chị, cái rễ bên đi. À rễ bên này hả? À. À. Rồi chị năm đi mấy tuổi rồi? 40. 40 hả? Con trẻ. Ừ. Mẹ con già hả? Okay. À, rồi đó, đừng lại đây, em gửi cái qua cho chị này. Em thấy cái này gần gãy hả? Gần gãy hả? Gần gãy hả? Trời ơi, chắc có nhà đẹp đi, cơ ngơi ngon lành đi. Thấy thì ngon lành mà.
cái đòn hết gần gãy rồi mấy bao cái tôn đầu hết, hết 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 mê hết hư rồi à, hết thứ rồi hả bạn hết cái đập nỉ ngạn nỉ vì là khó khăn á con bé học hành không khó khăn bạn hết bạn hết hả bạn hết đất ông mày để lại à à được à nhiều rồi ông mày với con sống không chết không có ai không có ai hết à không có ai chắc mẹ chắc bên nỉ với con ông mày là chỉ có chắc chị thôi hả bây giờ ông mẹ mất luôn rồi mất rồi mẹ cho mất là chồng là con đè vai đứa cho vui mà đang ở một mình mệt rồi chuyện nào đơn nữa mệt vất vả vất vả hả là chồng sợ mệt sợ vất vả hả rồi bình thường đi làm chi ở nhà nấu nướng cho con bé ở nhà nấu nướng cho con bé hả con bé này là ba con răng con bé này là con chị hả răng con bên nỉ nếu mà có làm xung quanh ní không con bé là răng là răng và chị con của chị hay là răng con chị không nhưng mà là con chị đẻ ra hay là răng con đẻ ra à hồi nãy qua lời tỷ nói là chị neo đơn nhưng mà đúng là chị có được con à, chị kiếm con với tí nữa à, em biết rồi đó à, con năm nào con năm đi học lớp mấy lớp 9 lớp 9 mà sắp học lớp 10 à, lớp 9 sắp học lớp 10 hả đây có ha anh chị đang đứng đây quý vị chứng kiến cái hoàn cảnh này, cuộc sống của chị thôi thì mà chưa nói chuyện còn khá nhiều chứng kiến cuộc sống của chị trong nhà rồi sinh hoạt chung của bà con ở đây thì em cũng đại diện một anh thấy hoàn cảnh của chị cũng vừa khó khăn vừa bệnh tật rồi có con nó cũng thiếu thốn trong cái việc mà đi học cái chi phí rồi các thứ nên luôn tiền lên đây thì em đại diện anh có cái tên là Dương Lê hay Brian Lê à, tặng cho chị một món quà là 500.000 chị nhá à, rồi giờ rồi chị thấy 500.000 này là to hay nhỏ to hả chị không làm nổi cái này không làm nổi ra 500.000 hả à chị cảm ơn bằng tiếng ta ối chị thuộc gọi là tộc ta ối hay là bà kinh hay là Paco à Paco hả à cảm ơn bằng tiếng Paco đi cái máy tưởng hả nó cảm ơn mình tài trợ tại Việt Kiều kia có cái tưởng ba con Việt Kiều đây trong quan tâm từ mình rồi bản thân đài kỳ về à dạ mẹ cứ cảm ơn mẹ từ Việt Kiều hỗ trợ bản thân cứ nhuật khụy ra bị tai tại bà phụ của khệ dồn ra về này là khệ bứt bẹt đấy cứ hơn cứ lấy ra về buồn cảm ơn đấy về của dồn này à dạ play by play mới chinh như này dịch cho tí cha pè buồn pè nhà cày cừ thì dịch cho bà con nghe thì thông qua lời nói của chị bằng tiếng Paco thì bây giờ tức là em dịch lại sang tiếng Việt tức là chị rất cảm ơn những Việt Kiều xa quê tức là vẫn ghi nhớ tới những người khó khăn neo đơn như bản thân chị nói chung và những căn nhà có hoàn cảnh khác nói riêng như vậy à được à. Em cảm ơn chị, xin cảm ơn quý khán giả đã chứng kiến bên thay mặt anh Dương Lê ở Boston tặng quà cho chị. Tên là chị nói lại cho em nghe vậy đó. Car. Chị Car rơ hả? Car rơ à? Car, khơ, ar, ar. Tên hả? Car rơ hả? Tên rất là khó rồi. Tên bằng tiếng Kinh là Căn Phước. À Căn Phước tên là bằng tiếng Kinh là Căn Phước à tên đồng bào mình nó dễ hiểu là Căn Phước à được hả à dễ hiểu à vâng cảm ơn quý vị đã xem video quý vị hãy like để ủng hộ video cũng như là bấm đăng ký bấm chuông để nhận được các video khác bình tải lên về cuộc sống của Huế của bà con cũng như là giúp quý khán giả gửi tặng các cái món quà từ thiện đến các cái hoàn cảnh của Huế cảm ơn chị nha chúc mạnh khỏe dễ hết nên con cũng bé chị đi mất rồi cặn bệ đi làm thuê à làm thuê làm chi ưng mê ưng học hành à làm thuê không làm thuê làm chi chứ đi bóc tôm trên là nào đi bóc tôm cặn bệ đi bóc tôm hả tôm tôm con hả tôm con tôm đi bóc con bóc với mùa dẹp rửa mũ dẹp để mùa sạch vợ Sạch vợ sọc mê bạc thằng tạm là về dạ thằng tạm là về hả thằng về thằng tạm nó mà một năm về mấy lần hai ba tháng một lần hai ba tháng về lần tức là về với vợ em luôn hả dạ dạ rồi làm khác chỗ rồi làm khác chỗ hả rồi cảm ơn chị anh là đây là vợ của anh
trần nhân nền. Dạ mà. Rồi vừa rồi em có gửi qua cho chị đó, đó cú đứa đấy. Ừ. Mới đi làm về à? Dạ, mới đi làm về đó. À rồi hả? Dạ. Đi làm sai gần chị? Dạ, gần làm ruộng bên đi mà đều thủy nước, bên đi trời nắng khô. À, làm ruộng bên gần đây mà trời nắng khô quá vậy chứ. Dạ. Nước vô làm sao lúa sống? Thì lúa khô rồi đó. À, lúa bị khô luôn hả? Dạ. Ồ rồi chả rồi. Lúa bị khô đi là chả. Em được 2 ô ruộng chứ mấy. À rồi. Một năm mà thu được 2-3 bao lúa chứ mấy. À rồi, một năm mà thu được 2-3 bao lúa thôi. Dạ, vì 2 ô nhỏ. Có hết thiếu gạo lại chứ ăn. Thì đi làm kiếm gạo ăn rồi đó. À rồi đi làm kiếm gạo ăn rồi đó hả? Dạ thì không có. Vừa gì. Rồi là anh Dương Lê có gửi 500 gửi cũ mới gửi lại đó. Dạ, chị đây. Tên là Dương Lê rồi. Rồi, 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 rồi. À rồi cảm ơn chị. Cảm ơn anh đã giúp đỡ hai vợ chồng. À rồi rồi. Đặc biệt là từ Việt Kiều á. Cô mình nhà trò. Ồ. Thế. À thằng này mới có kèo đấy. Dạ. Chào mẹ. Dạ. Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết kè cái. À mẹ không biết mẹ mấy tuổi hả? Dạ, rồi mẹ nhớ mẹ tên gì không? Tên đâu? Tên Căn Kia. Căn Kia. Căn Kia hả? À được. Rồi mẹ có mấy đứa con? Con chết. Con chết hết á hả? Con sống 4 đứa. À, con sống 4 đứa đấy. Ừ. Nhà mẹ ở mô. Tôi ở Bình. À, trên đấy hả? Tôi ở Bình. Thì cần lục phụ khó hợp. Chà. Em rồi có quan hệ chi với mẹ? Dạ cháu. Cháu hả? Dạ. Mẹ nói đến mấy tuổi rồi, em biết không? Đây nhà mẹ nhà ai đi? Dạ. Con của đây là nhà của cháu. Nhà của cháu hả? Dạ. À. Nhà ở đây. Cho nhà này ở mạc hết. Mạc. Mẹ khỏe không? Mẹ buồn nói mà học kẻ cái. À. Bệnh. Thầy mẹ khỏe mà. Bệnh. Bệnh nhiều. Bệnh nhiều á? Mẹ đi không được. Mẹ đi không được à? Dạ. Ngồi mà không được. Ngồi mà cũng không được hả? Ừ. Đau lưng. Đau lưng hả? Ừ. Rồi ôm con không mẹ? Mất rồi. Ôm mất rồi hả? Dạ. À. Mệt. Thời chiến tranh mất được. Thời chiến tranh mất hả? Dạ. Hồi xưa ôm có đi lĩnh không? Dạ. Có. Chứ mẹ có thích nhận quà của ba con không? À mà hốt tổ. Cái quà ô tô là cả in nhận cá của. Mẹ nói răng rồi em. In nhận quà. Mẹ nói là. Đây in nga lấy đi in. Lấy in. Nó mà cái yon. Thế mẹ nói răng rồi. Mẹ nói là có. Mẹ nói có hả? Dạ. Đây là con em hả? Dạ. Rồi em gọi mày đứa con rồi. Dạ một đứa à? Đầu. À đứa đầu em giống như là người kính rồi. Dạ không, người kính tộc. Người Paco. Dạ. À. Rồi đây có ai người kính ở đây không em? Không. Không hả? Rồi mai một cho anh ấy ở đây được không? Bạn cho anh mình đất thấy. Sợ anh cũng lên ở đây. Ôi, sợ, à, đây đi qua Lào sai gần em. Xa. Xa khoảng mấy cây? Xã đây, xã Hồng, Hồng Bắc đây gần tại Lào rồi mà, hả? Mấy chục cây. Mấy chục cây hả? 40 cây đi, nếu mà... À. Để cọc cửa khẩu á. Cọc cửa khẩu đi được. À. Thôi thì bây giờ, con xin gửi mẹ một cái phần quà của ba con ở bên Mỹ, mẹ nhận không? Nhận. Nhận. Gọi chị hiệt rồi. Mẹ biết tờ tiền đi là mấy không? À. Mẹ biết tờ tiền đi là mấy không? 200. 200 hả? Ừ. Dạ. Dạ mẹ cũng rành đấy hãy. À đó là quà của anh Dương Lê ở Boston, Mỹ đó mẹ. À dạ, anh ở bên Mỹ thế mà anh quan tâm tới mẹ rồi đó. À luôn tiền em xin phép anh Dương Lê gửi cho hai cháu cùng cái phần quà anh ha. Dạ, anh chị Dương Lê. Cho cháu mua sữa ha, tặng cho cháu 200.000 mua sữa này. À rồi, tặng cho cháu đây này ấy, mua sữa luôn nha. À. Em nói tiếng cảm ơn bằng tiếng Paco đi. À, anh
Ừ. Đây này, cảm ơn đi, này cảm ơn đi. Thì bà cô đi. Cảm ơn con chào. Dạ rồi, ôi trời mày đưa nhờ anh chị. Thôi thế nè, cái hồi này mày đưa nhờ này có nhân keo rồi ha. Rồi tôi bái mẹ nha, có chúc mẹ khoai mẹ hết. Con về đó, bây giờ là mấy giờ rồi, chắc cũng phải 10 giờ hơn rồi ha. Tao biết bao à? Bao đi chụp đi chứ. Anh là người nhà bảo và lòng hảo tâm giúp đỡ nhưng gia đình khó khăn khi rằng em dân đây. Ngại quá. Ngại quá ha. Không, em run nhưng em nói là cảm ơn người nhà bảo đã lên đây thăm nhà bảo hả? Cái nhà bảo luôn đi chứ em không biết ai nữa. Gọi chung lên nhà bảo vậy thôi. Nhà bảo đi giúp đỡ những gia đình khó khăn mà không biết em cũng biết vì không có ai thông báo, tự nhiên có như đi cũng có khi cũng vui lấy hả? Cũng có khi lấy tiền anh cũng hơi lo đó. Được vì hả? Không biết mà lấy tiền của người khác người lạ là nhà bảo luôn đi chứ răng nữa. Hồi này tại vì có người cái qua nhưng mà không gặp chị ơi, gửi lại cho thằng cú của ông của chị đó, chị kêu là lấy tiền của người lạ là hơi lo. Vậy nếu mà lấy tiền người lạ là cũng hơi sợ vì trong khi họ họ sợ mắc bẫy hả? Là ví dụ tiền là người đi khác thì nhà dân giống như gia đình mình hơi lo lắng đó. Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ cho chị em phụ nữ trong gia đình khó khăn đó. Lần sau nếu gặp lại thì cũng hơn hơn nữa. Ở nhà đảng nhà nước rồi, hoặc là anh giúp đỡ hoặc là quan tâm trong những gia đình của chúng em quan tâm nhiều hơn hả? Không đây gắn vài đảng với nhà nước cái này là của bà con Việt kiều ở bên nước ngoài bên Mỹ á. Chia sẻ em rồi cái này cái chi á? Đây là hoa hả? Đây là cái bôi chuồng gà. Cái bôi để cho gà ở hả? Được à, cái chuồng gà treo trên cây trồng ở. Cái bôi chào quý vị, thấy cái chỗ này ở nhà cửa sáng sạc giống như khu đô thị chưa ha. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy bấm like, bấm đăng ký, subscribe và bấm vào cái chuông để nhận được các video khác mà bình tải lên. Hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Trân trọng. Rồi, bye bye nha.